Hello, chào tất cả mọi người đến với channel của Đức nha. Hôm nay Đức sẽ trao đổi với mọi người một cái vấn đề là sàn phi tập trung và sàn tập trung. Sàn phi tập trung nó gọi là decentralized chain. Sàn tập trung là centralized chain. Thì mình cứ hiểu, ở đây có những bài viết sẵn, mình sẽ không soạn tài liệu đâu. Mình sẽ dựa vào cái bài viết này mình nói luôn cho nó nhanh. Như mọi người biết, thời gian qua thì nhiều sàn, rất nhiều hàng bị sao bị hack nè. Đây nè. Rất nhiều hàng bị hack, một năm cực kỳ nhiều sàn bị hack nha. Đây, quá nhiều sàn bị hack luôn, không đếm nổi luôn á. Thì những sàn bị hack là những sàn tập trung, là sàn gọi là centralized chain á. Đây, mình sẽ kéo lên những sàn bị hack. Đây, những sàn bị hack là những sàn cái kiểu vậy nè, họ là centralized chain, cái hiệu là CEX. Còn sàn Decentralized Chain là cái hiệu là DEX. Rồi, đó những sàn tập trung nè. Tập trung là khi mọi người gửi tiền lên trên này á, tất cả tiền sẽ chạy về cái ví tổng của họ, là cái ví lạnh của họ, và họ sẽ để quýt ở ví nóng cho mọi người rút. Rồi tất cả cái số mọi người hiện ở trên cái sàn giao dịch đó là những số ảo thôi. Tiền là nằm ở trong ví lạnh đó. Những cái sàn này là gọi là những sàn tập trung. Sàn phi tập trung ở đây thì có là sàn ADES nè, sàn Komodo nè, Bastardex nè, Stellar nè. Sàn này chạy trên blockchain của Stellar Lumen nè, Wave Exchange nè, Open Ledger nè, Radar nhiều lắm. Và sàn Binance Dex nữa. Và một cái sàn nữa là Coin Coinset nữa. Đây. Bài viết này của năm 2019 thì nó sẽ thiếu nhiều thứ lắm. Rồi mình sẽ đi so sánh một số điểm của nó thôi, ưu và nhược điểm của nó thôi. Sàn tập trung á, thì tất cả thông tin mình phải KYC. Khi mình rút tiền là có nghĩa là ông Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn B ở nước nào, địa chỉ bao nhiêu, rút bao nhiêu tiền, nó sẽ hiển thị ở đây. Thì sau này vấn đề thuế thì nó sẽ nằm ở trong đây, mình sẽ đóng thuế và nhiều thứ nó sẽ ràng buộc ở trong này. Sàn Dex thì tập trung, tất cả mọi người gửi và nhận ở trên này không ai biết ai là ai đó. Mình có thể gửi tiền lên, mình giao dịch rồi mình rút về bất cứ khi nào mình thích, và tiền đó là tự mình quản lý. Tính thanh khoản là ở bên sàn tập trung thì sẽ cao hơn và sàn phi tập trung sẽ thấp hơn, tại vì cái lượng khối lượng giao dịch nó ít và hiện tại nó mới á, nên tính thanh khoản nó sẽ thấp. An toàn thì sàn sàn tập trung này thì cứ một năm là vài chục vụ hack. Còn sàn Dex này thì đảm bảo, tại vì mọi người sẽ nắm một cái private key của mình, tất cả giao dịch sẽ thể hiện trên blockchain hết. Còn đây bị kiểm soát nè, chính quyền có khả năng can thiệp vào hoạt động, là sàn này sẽ bị can thiệp hoạt động. Còn sàn Decentralized là cái tự động hết, tự chạy, không ai can thiệp vào được. Kiểm soát vốn là sàn giao dịch, có nghĩa vốn mình gửi vào sàn giao dịch họ nắm 100%. Còn ở đây sàn Dex là mọi người tham gia nắm vốn, có nghĩa mình nắm 100% vốn của mình luôn, mình tự rút và mình tự nạp. Nhưng mà ở đây nếu mình mất ra kia là mình sẽ mất luôn tài sản, không ai lấy lại cho mình. Còn ở bên đây nếu mà sàn tập trung mình mất tiền đi, mình bị mất một số cái mã bảo mật đi, thì mình có thể nhờ sàn để khôi phục lại cho mình được. Đó, nó có ưu và nhược như vậy. Ở đây nè, sẽ nói sơ về hai cái mô hình của sàn Binance luôn đi, là Binance Set và Binance Dex nè. Đây, mình gửi tiền vào Binance, Binance sẽ nắm cái quyền đó. Ở đây Binance Net là người tham gia là và nó xác nhận nè, nó tự động chạy trên blockchain hết. Sự an toàn nè, tất cả tiền mình được quản lý Binance, họ quản lý là dễ bị hack lắm, tại vì họ quản lý tập trung. Còn đây là mỗi người sở hữu cái private key nè. Số coin được limit trên sàn Binance tập trung là 1.268, còn lên Binance phi tập trung mức 25 coin thôi. Mua bán trực tiếp bằng USD, Euro hoặc một cái đồng coin rồi đó. Còn ở trên Binance Dex thì nạp bằng BNB thông qua ví chuột wallet của Binance, hoặc là bên thứ ba là Binance Dex chấp nhận, và bên Binance Dex họ hỗ trợ chấp nhận. Phí giao dịch ở đây là 0.1% nè, thì họ giảm cho mình 25% nếu mình nắm BNB. Còn ở bên sàn Binance Dex là 0.1% bằng các coin khác, 0.04% bằng BNB, miễn phí rút. Ở đây bên đây là khớp lệnh trên server của Binance. Ở đây là khớp lệnh bởi các node Binance Chain, và thời gian hiện tại là khoảng 1 giây á. Coding tài sản tư nhân, bên đây là coding là mở, nó mở nè.
phí để list lên sàn không có phí chính thức. Sau một số thông tin thì nói chung là không có phí chính thức, tùy đồng coi thôi. Còn bên này phí listing là 1.000 BNB nè. Giao dịch đòn bẩy bên này sẽ có, bên này chưa hỗ trợ. Nhưng mà Binance DEX và những cái sàn DEX là sẽ là xu hướng của tương lai. Sắp tới là sẽ rất là nhiều sàn DEX, cực kỳ nhiều luôn. Đây mọi người thấy là sàn IDEX nè, sàn WayDEX nè, chạy nền tảng WayExchange nè, WayCoin nè, Binance DEX, Bancor Network nè, Kyber Network nè, một cái dự án khởi nghiệp của người Việt nè. Đó, một số dự án nữa. Thì đây mình sẽ tổng hợp sơ cho mọi người cái là cái tầm cái góc độ về sàn tập trung và phi tập trung thôi. Rồi video sau mình sẽ hướng dẫn mọi người sẽ tạo những cái tài khoản trên những cái sàn phi tập trung này và bảo mật cái private key như thế nào. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.